tin bão trên đất liền, cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Trà Cổ, Quảng Ninh gió mạnh cấp 11. Phù Liễn, Hải Phòng gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cát Hải, Hải Phòng gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đông Xuyên, Hải Phòng gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ba Lạt, Thái Bình gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Văn Lý, Nam Định gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hải Dương gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Lục Ngạn, Bắc Giang gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hồi 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc, 106,5 độ kinh đông trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Dự báo chiều tối và đêm nay, 7 tháng 9, tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 12. Từ chiều tối và đêm nay 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, tỉnh Hưng Yên có mưa to đến rất to và dông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông tố lốc sét và gió giật mạnh trước và sau khi bão đổ bộ. Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa lớn có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại trong mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông lốc sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024. Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, có lúc cấp 5, sau giảm dần. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 90 đến 94%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,70m, mực nước thấp nhất 2,30m.